nay thì em Hoàng Phương của em lại về được một lô hàng phiên bản ND Copter anh em nhá. Đợt này thì em về lô này thì chủ yếu là mới 42 anh em này, và em đã lên video cho anh em những video chia sẻ ống nhòm này về cách dùng của nó như nào, vì giới thiệu sản phẩm. Vì anh em nào cứ bảo là cho anh xem mặt của em xem có uy tín không, thì em đã lên mà cho anh em xem về sản phẩm mà đủ vết hàng cho anh em, về hàng mới cho anh em 100%. Thì em về được một lô tầm khoảng gần 100 chiếc, thì chủ yếu là ND Copter anh em này. Thì em sẽ giới thiệu và sẽ chia sẻ cho anh em về ống nhòm này, về sản phẩm như nào, về nét hay là có nên dùng hay không. Em chia sẻ sau đây thì em sẽ quay cận cảnh mặt cho anh em xem. Về em là shop Hoàng Phương, em sẽ là người chủ shop, em sẽ đứng ra tư vấn cho anh em một con ống nhòm sơn ong chuyên dụng. Anh em có thể không mua bên em được, em sẽ tư vấn cho anh em một con ống nhòm, anh đi kiếm cơm anh em nhá. Anh em thì sẽ em đây, sau đây em sẽ giới thiệu quay cho anh em sản phẩm này, về con ND Copter này, về sản phẩm anh em nhá. Anh tắt được. Đây anh em nhé, đây thì một mét sản phẩm phiên bản ND Copter anh em này. Em đã vừa lên video cận cảnh mặt cho anh em xem về cái kho hàng của em. Thì em vừa về phát em lên quay cho anh em xem luôn. Về được tầm khoảng về được một thùng cao cấp anh em này. Một thùng cao cấp tổng 10 chiếc. Hôm trước thì về được tầm khoảng 400 chiếc, nay thì về được thêm một thùng nữa, và thêm được một thùng Copter này. Một thùng này, 1 2 3. Về được tầm 8 thùng là 80 con anh em nhé. Mỗi thùng là 10 con, về được 80 con ND Copter này. Thì đợt này hàng về chung là bán rất là chạy, cũng đang vào mùa mà anh em, thì anh em bán rất là nhiều. Vừa nãy thì em cũng chuyển đi tầm khoảng 20 đơn rồi. Thì bây giờ em sẽ liên tiếp cho anh em xem về cái sản phẩm này. Thì em sẽ là người đứng ra tư vấn cho anh em con ống nhòm sơn ong. Thì đây em anh em nhá, đây là shop của em đây. Thì anh em có thể tin dùng nhấc máy đến alo cho em Phương, và chúng em bán hàng uy tín, anh em yên tâm cho em Phương này. Nói chung thì giấy tờ hóa đơn đầy đủ hết cho anh em luôn. Đây anh em, không có lệch nhạc gì anh em này. Đây hóa đơn bảo hành cho anh em. Chúng cách dùng rất là dễ thôi. Cách dùng thì anh em chỉ phải yên khỏi phải bàn rồi. Số Hoàng Phương anh em này. Đây anh em nhá, cách dùng của nó này. Chúng anh em yên tâm cho em Phương, cách dùng của nó anh em chỉ cần, hôm trước em có giới thiệu chia sẻ cho anh em xem qua rồi ấy. Thì chung thì sản phẩm này thì mới Copter này. Đó, anh em phải lưu ý nhá. Một số anh em thì cứ bảo là sao hai con nó giống nhau cùng một ND mà phân khúc giá tiền này lên. Anh em lưu ý này. Con tạm mới Copter này, nó sẽ có một cái vạch xanh vạch đỏ anh em nhá. Một vạch xanh một vạch đỏ anh em này. Và con 10 cao cấp, 142 cao cấp hiển Hyper này, thì nó sẽ có trường nhiệt là 326 feet anh em này. Đây anh em này, nó sẽ có 142 ở trên này, EK ở dưới này, chữ đỏ anh em nhé. Còn trường nhìn 326 feet như nào? Như nào thì trường nhìn nó sẽ có phân khúc là góc độ là 6,5 độ với còn 10 phía bên bản 142 này anh em này. Anh em cứ bảo là con 10 nó có hẹp không? Chắc chắn nó không hẹp đâu anh em nhé. Anh em xem kỹ cho em này. 142 anh nhìn cái cốp mát của nó nhá. Anh em thì một số anh em nhận hàng thì cứ không mở vặn cái cốp mát lên, anh em bảo không nhìn cái gì. Anh em phải vặn hết cốp mát được cho em, nó sẽ có 3 nấc, 1 2 3 anh em nhá. Anh em này. Đây, 3 nấc cho anh em. Nó sẽ đủ hết cho anh em. Hàng bên em phải có đầy đủ mã vạch cho anh em nhá. Đủ mã vạch ở thân ống nhỏ ở giữa này. Thì con này em đang có giá nói chung là giá rất là phải chăng, cực kỳ ưu đãi cho anh em. Điên riêng hàng bên em thì Hoàng Phương thì giá rất ổn định cho anh em rồi. Đã vậy còn được tặng quà thêm cho anh em, hóa đơn đầy đủ hết cho anh em này. Đã vậy mua này giá này là 2,7 triệu nhá. Đây còn tặng kèm thêm một cái bộ vệ sinh ống nhòm 150 của em này. Nó sẽ đầy đủ dung dịch của nó này, dung dịch khăn lau với cái chổi quét kiểu hết đầy đủ hết cho anh em. Nói chung thì hàng bên em thì em sẽ luôn tìm nguồn hàng tốt nhất cho anh em, và em có thể nhận xỉ nẻ cho anh em hết anh em nhé. Và có được trước là trong đợt này thì anh em cứ đặt dồn anh em. Anh em cứ hàng bên em thấy ok, bên Hoàng Phương thấy ok thì lại bảo là giới thiệu cho anh em rất là nhiều. Không tin anh em cứ hỏi cho em thôi, cứ hỏi là anh em sang năng vùng nào. Nói chung thì vùng tỉnh nào em cũng bán cho anh em, cũng phủ khắp Việt Nam rồi. Anh em cứ bảo là hỏi cho anh em xem có biết số Hoàng Phương không, về uy tín như nào. Nếu mà anh em nào phản hồi mà anh em nào mua rồi phản hồi không tốt, có thì book lại cho em Phương. Em Phương sẽ xử lý cho anh em. Hàng bên em bán hàng uy tín, hàng mới thì anh em yên tâm cho em rồi. Tất cả hàng bên em gửi đi nhá, thì anh em đặt một đơn hàng rồi, em sẽ bóc nguyên từ một con hộp mới cho anh em. Cho anh em xem luôn này. Hộp mới đầy đủ, hộp mới full hết cho anh em này. Đây, em sẽ đóng ở đây. Em sẽ cho nhân viên kiểm tra cho em. Em sẽ đóng hàng cho anh em. Đây này, đầy đủ mã vạch ở thân ống nhòm này, 142 này, mã vạch ở thân ống nhòm này, mã QR hết rồi. QR code anh em. Đây anh em nhá, hộp mới hết cho anh em luôn. Nói chung thì em sẽ móc từ nguyên hộp ra chứ không phải có hàng mới gì nhá. Đây, chứ anh em không phải có hàng cũ gì anh em nhá. Em chỉ hàng mới thôi. Đây, hai cái mã phiên bản cao cấp này này. Một con thì 142 cao cấp phiên bản Hyper này, một con thì Copter này. Thì con này thì giá của nó là đợt này thì em giá nhập nó hơi tăng một chút nên mà em vẫn giữ giá cho anh em. Giá là 2,7 triệu là bao ship, bảo anh 2 năm. Nói chung thì hàng thì bên em thì nói chung là bán hàng uy tín rất là dễ bán rồi. Anh em chỉ cần gọi phát là chốt luôn. Nói chung là không tư vấn thì nó là hàng chất lượng mà anh em. Thì anh em có thể nhận hàng kiểm tra, test hàng ưng ý sản phẩm cho em Phương. Con hàng này thì chống nước 100% anh em nhé.
tiêu chí của anh em là ống nhỏ phải nét mà không phải nét này, và tiêu chí phải chống nước này. Tại vì một số anh em đi rừng ấy, đi rừng đi suối không may là bị rơi xuống rừng suối thì phải có độ chống nước của nó. Thì luôn hàng hóa bên em phải chống nước 100%, bảo hành 2 năm cho anh em. Nói chung thì hàng bên em thì hỗ trợ phí sửa chữa cho anh em. Nói chung thì sau khi 2 năm sử dụng anh em mà không may nó bị mà kính ống nhỏ nó bị sao ấy, anh em có thể phản hồi lại cho em Phương. Nói chung thì bên em thì hàng em chưa gặp khách nào. Nói chung thì nó ít khi hỏng lắm, thì anh em bảo quản tốt cho em Phương. Về cái bộ vệ sinh ống nhòm này thì em tặng cho anh em để anh em nên bảo quản tốt này, về sử dụng ống nhòm này. Sau khi lau sửa xong ấy, anh em có thể vệ sinh qua ống nhòm, nói chung là spa lại cho em nó, là bởi vì cái này cần câu cơm của anh em mà. Anh em cứ làm vệ sinh tốt thì sẽ được ống nhòm nhìn trong nên là bị nét hơn này, sẽ không bị đau mắt hơn anh em nhé. Anh em nào cần tư vấn về sản phẩm này và anh có thể inbox qua Zalo cho em Phương hoặc là alo trực tiếp cho em Phương. Con Capter thì là 2.7 triệu. Và con phiên bản cao sẽ tặng được quà tặng này. Và con phiên bản Huy Baden cao cấp này, trường nhìn 326 feet này. Anh em có thể inbox cho em Phương này. Con này thì giá rất là tốt này. Thì hôm nay em có chương trình, nói chung là hàng về, nên là đẹp về hàng về rất là nhiều. Về tầm khoảng cả Capter, cả cao cấp tầm khoảng 600 chiếc tầm đấy anh em ạ. Thì anh em ngập hàng và bán đi. Nói chung thì không, anh em không nội so, không nội gì sợ hết hàng em nhé. Con này thì đợt đấy em đang có giá tốt cho anh em này. Nay thì hàng về, cũng nhân tiện hàng về thì em sẽ bớt chút thì ít lấy nộp cho anh em, thì để cho anh em 5 đơn duy nhất, 5 người duy nhất anh em nhé. Còn đội săn ong nào mà muốn lấy ôm hết này, 5 đơn duy nhất nhá. Mỗi đơn là 4 triệu 3 một con này. Sau khi 5 đơn em trở về giá cũ anh em nhé. Giá rất là tốt cho anh em luôn, vì con này thì thị trường năm ngoái phải tầm 5 triệu. Đợt này thì giá là tốt rồi, chỉ có 5 đơn anh em nhé. Anh em mà lưu ý anh em nhé, 5 đơn duy nhất. Alo sớm nhất cho em Phương sẽ được tặng quà anh em nhé. Tặng quà thoải mái cho anh em. Cùng hàng rất là nhiều, ngập kho cho anh em luôn. Anh em nào mà cần tư vấn thì có thể inbox qua cho em Phương em nhé. Xin cảm ơn anh em, xin chào anh em.